Hương chào tất cả các con khối 7. Để chuẩn bị cho kiểm tra cuối kỳ 1 với kết quả tốt nhất, bây giờ thầy sẽ ôn tập cho tất cả tụi con. Nội dung kiểm tra cuối kỳ 1 gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm có 16 câu chiếm 4 điểm và phần tự luận có 4 câu chiếm 6 điểm. Nội dung ôn tập hôm nay, thầy sẽ ôn tập cho tất cả các bạn khối 7, đó là phần tự luận. Nào, chúng ta bắt đầu. Em hãy nêu vai trò của rừng đối với sản xuất và đời sống. Có 4 vai trò. Vai trò thứ nhất, cung cấp khí oxy cho con người và động vật, thu nhận khí carbonic, góp phần điều hòa khí hậu. Thứ hai, tránh gió, chống cát di động ven biển, che chở cho vùng đất phía trong đất liền. Thứ ba, ngăn cản làm giảm tốc độ dòng chảy của nước mưa. Thứ tư, cung cấp nguyên liệu cho sản xuất và phục vụ nghiên cứu. Vì sao mỗi vùng miền lại có những loại cây đặc trưng hoặc những giống cây trồng khác nhau? Mỗi vùng miền lại có những loại cây đặc trưng, những giống cây trồng khác nhau vì mỗi vùng miền có khí hậu, thời tiết và các loại đất khác nhau, nên tùy mỗi vùng mà có những loại cây trồng đặc trưng hoặc giống cây trồng khác nhau. Thứ ba, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng biến đổi khí hậu là do tình trạng phá rừng hiện nay ngày càng nghiêm trọng. Là một học sinh, em hãy đề xuất cho các bạn của mình những công việc cần phải thực hiện để bảo vệ rừng hiệu quả. Chúng ta có những biện pháp như sau. Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng hiện có. Tuyên truyền bằng các pano để nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của rừng và tác hại khi phá rừng, và báo cáo lên cơ quan chức năng khi thấy có hiện tượng phá rừng. Các địa phương tổ chức chủ động các phương án tuần tra, canh gác, phòng cháy, chữa cháy rừng. Nghiêm cấm mọi hành động phá rừng, gây cháy rừng, lấn chiếm đất rừng, săn bắt mua bán thú rừng. Ai vi phạm phạt nặng để răn đe. Câu tiếp theo, bạn Lan chuẩn bị trồng cây cải xanh bằng thùng xốp, có chiều dài là 40, chiều rộng là 30. Bạn Lan muốn khoảng cách các cây là 5cm và giữa các hàng là 7cm. Em hãy giúp bạn Lan xác định số lượng cây có thể trồng vào thùng. Tất cả các con nhớ công thức, số hạt giống được tính bằng chính là diện tích đất trồng, chia cho khoảng cách giữa các cây, nhân cho khoảng cách giữa các hàng. Thì chúng ta có bài như sau. Số hạt giống bằng 40 x 30 vì đó là diện tích của thùng xốp. Chia cho khoảng cách giữa các cây và khoảng cách khách hàng nghĩa là 5 x cho 7. Và chúng ta là nó ra kết quả là 34,3. Và chúng ta chọn là gieo 34 hạt. Luân canh có gì khác so với độc canh và xen canh? Thì chúng ta nêu ra ba loại để chúng ta phân biệt ba loại canh tác. Thứ nhất là trồng độc canh, tức là trồng một loại cây duy nhất, thì trong điều kiện tự nhiên giảm độ phì nhiêu của đất và tăng sự lây lan của sâu bệnh, đó là cái nhược điểm của nó. Rồi trồng xen canh là canh tác hai hay nhiều loại cây trồng trên cùng một diện tích, cùng một lúc hoặc cùng một khoảng thời gian không dài, là giúp tận dụng diện tích đất, chất dinh dưỡng và ánh sáng. Rồi trồng luân canh là gieo trồng luân phiên các loại cây trồng khác nhau trên cùng một diện tích, tác dụng mà làm tăng độ phì nhiêu, điều hòa chất dinh dưỡng cho đất và giảm sâu bệnh cho cây. Phần ôn tập của chúng ta tới đây là hết. Chúc các con thi tốt. Chúng ta hãy cố gắng học bài nha.